Chào các bạn, hôm nay mình có bắt gặp một chiếc sáng dây đang cạp đất ở dưới sông. Giờ mình quay cho các bạn xem nha. Sáng dây này hoạt động ở những con sông rộng và sâu, những chiếc xe cuốc loại cần gào thì không thể lấy đất được, nên những vùng sâu và rộng thì phải có những chiếc sáng dây này mới lấy đất ở lòng sông đắp vào bờ đó các bạn. Chiếc sáng này múc đất đắp vào trên bờ kè để nó không có ngã ra ngoài sông đó các bạn. Người ta tấn một hàng cặp theo bờ đất cho nó đừng có lỡ, rồi người ta bỏ đất vô, rồi người ta sợ là cái chân nó bị ngã ra ngoài đó các bạn. Bây giờ người ta phải múc cái đất ở ngoài, người ta đắp vào cái chân cho nó cứng đó các bạn. Rồi các bạn thấy từng cặp đất rất là lớn được sáng cạp đưa vào bờ rất là nhẹ nhàng đó các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng xem nhé.
Đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.